tiêu tiền phung phí. Đúng là thứ bảy máu chảy về tim có khác. Hôm nay vừa được lĩnh lương, chiều lại không phải đi làm nữa chứ. À, tí nữa ghé shop quần áo, tớ sắm vài bộ đi làm. Ừ, mà cậu cũng mua vài bộ đi, ăn mặc giản dị quá đấy. Thôi, tớ quen mặc kiểu này rồi, để dành tiền gửi về nhà cho mấy đứa nộp tiền học nữa. Ai mua bưởi không? Bưởi quê ngon ngọt đây. Thì mình lại mua bưởi đi. Ừ. Bưởi này ngon không chị? Trông có vẻ xấu xí nhỉ? Bưởi quê nhà chị đó, ngon và ngọt lắm em à. Có quả bưởi chị đã bổ sẵn ra rồi đây nè. Em nếm thử xem. Alo, mình à. Ờ, tiền hàng cũng chỉ được 100-200 thôi à. Làm sao đủ tiền học phí cho con bé được. Anh thử vai của chú Năm xem có không. Vâng, thế nhé. Chà, bưởi ngon đấy Duyên à. Ừ, cũng được. Bữa nay chị bán thế nào? Chị bán 30.000 một quả thôi em à. Cái gì? 30.000 một quả thôi á? Bữa nay chị đáng 10.000 một quả là cùng. Chị bán thì em mua 2 quả. Ừ, chị không có bán được giá đấy đâu em à. Chị mà bán với giá này thì lỗ mất. Tớ thấy chị ấy bán đúng giá đấy. Thôi cậu mua đi. Cậu chả biết gì cả. Ai bán hàng người ta cũng đều nói như vậy thì mới bán được hàng chứ. Nhưng mà em hỏi lại chị lần cuối, 20.000 một quả chị bán không? Ừ, thôi, chị bán cho em vậy. Cậu thấy chưa, đừng có bao giờ tin những lời người bán hàng là thật. Đấy là chiêu trò bán hàng của họ đấy. Cứ thật thà như cậu, đi mua chỉ có mất tiền quan thôi à. Trời, lâu không đi shopping. Công nhận đợt này ra nhiều mẫu đẹp quá. Nhìn hoa hết cả mắt. Ừ, công nhận nhiều mẫu đẹp thật. Ôi, shop Vera Fashion nổi tiếng mà các chị công ty mình vẫn hay nhắc đến nè. Ừ, hiệu này nổi tiếng nhưng mà giá mắc lắm. Chuyện hàng hiệu mà lại. À, nhân tiện hôm nay cuối tuần, hay chúng mình vào xem thử đi. Ừ. Trời ơi, nhiều váy đẹp quá. Tớ muốn ôm cả shop này về nhà quá Huệ ơi. Ừ, công nhận nhiều váy đẹp thật. Đẹp quá. Trông không khác gì diễn viên điện ảnh. Thế hả? Vậy tớ sẽ chấm dứt váy này đầu tiên. Giờ biết chọn cái nào đây Huệ? Khó chọn quá à. Tớ thấy cậu đi làm văn phòng thì nên mua chiếc váy đứng đắn, không cần sang trọng quá làm gì. Theo tớ thì cậu nên mua chiếc váy cuối cùng. Nhưng mà những bộ đầm này, bộ nào tớ cũng thích. Thôi, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ bỏ lại chiếc đầm hơi sexy. Tớ sẽ mua 3 chiếc đầm này. Trời, cậu định mua cả 3 chiếc đầm sao? Ừ, mấy khi mới đi shopping, hôm nay mới được lĩnh lương mà. Cậu xem lại đi, những 1.199.000 một chiếc đó. Cậu mà mua cả 3 chiếc đó, tương đương với nửa tháng lương của cậu. Nhưng những chiếc váy này là hàng hiệu thì chắc chắn mặc sẽ khác. Tớ nghĩ rồi, mình mới đi làm nên cũng phải đầu tư cho ngoại hình một chút. Cậu mua hàng hiệu có vẻ dễ dàng nhỉ? Cậu có thể mua hẳn 3 chiếc váy hơn 3 triệu mà không mặc cả đồng nào. Nhưng mà lúc nãy cậu lại mặc cả từng đồng với chị bán bưởi. Ờ, chuyện đó... Cậu thấy đấy, chúng ta luôn phung phí vào những thứ vui và sở thích không cần thiết, nhưng lại mặc cả từng đồng với những người bán hàng vất vả ngoài trời, trong khi bao nhiêu miệng ăn còn trông chờ vào họ. Cái gì? 30.000 một quả thôi á? Bữa này chỉ đáng 10.000 một quả là cùng. Chị bán thì em mua 2 quả. Ừ, chị không có bán được giá đấy đâu em ạ. Chị mà bán với giá này thì lỗ mất. Tớ hiểu rồi. Ờ, cậu đừng giận. Tớ không có ý gì đâu. Tớ chỉ... Không, cậu nói đúng Huệ à. Tớ nhận ra mình nhiều khi suy nghĩ hồ đồ thật. Thôi, tớ chỉ mua chiếc váy ở những shop bình thường thôi. Em ơi, tiền thừa nè. Không chị ơi, 30.000 một quả mới đúng. Tại lúc nãy em không biết giá bưởi nên mới mặc cả. Chị cứ cầm đi ạ. Vậy chị xin nhé, cảm ơn em.
Người phụ nữ ăn xin. Thằng khốn, dám bán đứng bạn bè. Đời thế đấy, bạn thân đấy, thằng khốn kiếp thì có. Hãy đợi đấy, 30 chưa phải là Tết. Dạo này tình hình kinh doanh sao rồi con? Dạ, đúng là thương trường như chiến trường ấy. Kẻ thân bên cạnh ta bỗng chốc cũng biến thành kẻ xấu, cướp hết mọi thứ của mình. Alo, cậu lên kế hoạch cho tôi về phía truyền thông. Phải tạo ra vài vụ lùm xùm về chất lượng máy móc để hạ thấp uy tín của phía làng sóng xanh mới có thể giành lại được hợp đồng. Yên tâm, có tiền sẽ giải quyết được hết, thế nhé. Cái thằng, nó đã khác ngày xưa lắm rồi ông à. Sao việc gì con cũng nói đến đồng tiền thế? Bố con nói phải đây, giải quyết vấn đề gì cũng phải hợp tình hợp lý, đặt cái tâm lên đầu con à. Kinh doanh bây giờ khác thời bố nhiều lắm mẹ ạ. Lúc nào cũng chỉ lừa lọc, ăn chặn của nhau, chả tin được vào ai được đâu ạ. Thôi, tạm gác chuyện kinh doanh lại vài hôm đã. Con chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Mai hai bố con về quê dỗ bà đấy. Ôi, mẹ không nói con quên khuấy mất. Thôi, con vào trong chuẩn bị đây ạ. Nhớ cái thời bằng tuổi con bây giờ, bố đầy niềm tin và hoài bão. Đợi tôi chút nhé. Ồ, thằng bé không nhìn được, tội nghiệp. Bố nhẹ dạ quá. Thời buổi này ăn xin nhan nhản trên đường, thật giả lẫn lộn, bố cần gì phải làm thế? Nếu cứ giữ sự ngờ vực và thiếu niềm tin như thế thì chúng ta sống ngày càng thờ ơ mất. Bố tin vào linh tính của mình. Bố tin họ là những người khó khăn, rất cần giúp đỡ thật. Bố thật là... Con biết không, nội của con khi xưa, bà nghèo khó lắm, ăn còn chưa đủ ăn, nhưng bà sẵn sàng san sẻ bát cơm cho người ăn xin khi họ tới nhà. Chưa nói đến chuyện tiền, con chỉ nghĩ cho kẻ lừa đảo thì một xu con cũng không muốn cho. Đằng này lại là cả một món tiền rất lớn. Sao con lại mất niềm tin đến mức này? Rồi bố sẽ phải ân hận cho mà xem. Con tin chắc đó là một kẻ lừa đảo. Thế là đã hết 2 ngày nghỉ, lại sắp trở lại với bộn bề công việc rồi. Bố nhìn kìa, là người phụ nữ hôm trước bố cho tiền đó. Dừng xe lại. Đó, bố thấy chưa? Lại là một đứa trẻ khác, chứ không phải là cậu bé con khiếm thị lần trước ngồi đấy. Chắc chắn là bố bị lừa rồi bố ạ. À, chị ta là một người lừa đảo, không thì cũng là một kẻ buôn người, không thì cũng là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con. Con nhất định phải gọi điện cho cảnh sát bắt kẻ lừa đảo này. Dừng lại đã con. Vậy thì hai bố con mình sẽ theo cô ta về tận nhà. Con sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Bố thấy chưa? Con biết bao trẻ khác bị giữ ở đây. Con đã nói rồi, thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Alo, đồn cảnh sát phải không ạ? Mẹ, sao mẹ về muộn thế? Mẹ có quà cho Út nè. Bác có biết kia là nhà ai không? Sao lại không? Cả làng tôi đều biết cô May ấy. Chuyện cô ấy dài lắm. Một lần đi làm về khuya, cô May thấy một đứa trẻ bỏ rơi, thương hại nên cô mang về nuôi. Người chồng không đồng ý bắt cô mang trả lại đứa bé. Cô May không đành lòng, rồi họ ly hôn. Từ đó cô ấy còn đón thêm nhiều trẻ em khuyết tật cơ nhỡ khác về nuôi nữa. Vì gánh nặng kinh tế lại bận chăm sóc các con nhỏ nên cô không thể làm cố định ở đâu hết, phải ra ga tàu xin ăn. Cuộc sống vất vả của mấy mẹ con cô cứ thế trôi đi đã mấy năm trời. Cô ấy lại đang mang bệnh nan y trong người, chưa biết sống được đến bao giờ. Còn thấy không, cuộc sống này vẫn nhiều lắm những tấm lòng chân thật.
đừng có bao giờ ngừng tin tưởng con à. Vâng ạ. Câu chuyện về cô gái ga tàu tác động mạnh mẽ đến Hải, dần dần thay đổi bản tính hoài nghi, không có niềm tin vào cuộc sống trong anh. Một thời gian sau, anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã hội và quay trở lại giúp đỡ mấy mẹ con người phụ nữ. Mỉm cười với khó khăn. Chết rồi, sắp muộn rồi. Sao tự nhiên than chậm như đùa thế này? Giờ chấm công mà tuần nào cũng giữ than, điên thế không biết. Cô Dung, đã chấm công chưa thế? Giờ này mới lên thì muộn mất rồi. Phải đấy, muộn rồi. Lúc bọn anh xuống đồng hồ chấm công đã là 8 giờ 1 phút rồi. Thôi, đi ăn sáng cùng bọn anh luôn đi. Muộn rồi à? Thôi, mọi người đi đi, em không đi đâu. Ok, bọn anh đi đi. Tất cả tại mày. Đang đi tới gần công ty thì thủng xăm, làm tao mất tới 50.000 tiền phạt đi muộn. Giờ lại còn phải tìm chỗ sửa xe nữa. Gần đây có quán sửa xe nào không nhỉ? Trẻ thử vào ngõ này xem. Chỗ mình đúng là nhỏ đủ đường. Như Ly đó, vừa cao ráo xinh xắn, lại con nhà giàu. Bao nhiêu anh cao to đẹp trai xinh chết, lại được lòng sếp. Công việc thì nhàn hạ, lương lại cao, cái gì cũng có. Còn mình thì vừa xấu, vừa lùng, lại không khéo ăn nói, chẳng được lòng sếp, cũng chẳng có anh nào thèm dòm ngó. Đã thế, suốt ngày toàn gặp những chuyện đen đủi. Trời ơi, lại còn mưa nữa. Hả? Thôi xong, lại còn quên áo mưa ở nhà nữa chứ. Trú tạm vào đó đã vậy. Trời ơi, hôm nay là cái ngày đen đủi gì vậy không biết. Chết mất thôi. Cô ơi, cô có sao không? Cô dựng xe lên đi, cháu che ô cho cô rồi. Cảm ơn cháu. May quá, mưa ngớt rồi. Tất cả chỉ tại cơn mưa đáng ghét và chiếc xe máy lăn đùng ra hỏng không phải lúc này. May mà có cháu. Cảm ơn cháu, cô bé ngoan. Xe cô bị thủng xăm mà. Cô về nhà với cháu. Ba cháu biết sửa xe đấy. Giờ này chắc ba cháu cũng về rồi. Nhà cháu ở ngay gần đây thôi à. Thế à. Ba cháu làm nghề sửa xe hả? Hay quá. Cô đang đi tìm mãi mà chưa thấy chỗ nào để sửa xe. Ta đi thôi. Dạ. Nhà cháu đây rồi ạ. Nhà cháu đây á? Vâng ạ. Sao trông chẳng có vẻ gì giống một quán sửa xe cả? À, ba về. Con gái, ba đi làm về rồi đây. Ba ơi, con cũng vừa đi mua xôi về cho ba nè. Ba đã đói lắm chưa? À, ba ơi, ba sửa xe giúp con này đi. Xe cô ấy bị thủng xăm rồi. Em chào anh. Em tình cờ gặp bé ngoài đầu ngõ. Em lại cứ tưởng nhà mình có quán sửa xe nên... không sao, anh không mở quán. Nhưng anh sửa được. Cả cái ngõ này, hễ có ai hỏng xe là lại mang sang anh đấy. Em cứ tin tưởng tài nghề của anh đi. Anh sửa loáng một cái là xong thôi. Ngại quá à. Nhưng mà giờ dắt đi tìm chỗ khác thì cũng chết. Thôi đành vậy. Tự nhiên lại làm phiền anh thế này. Có gì đâu mà ngại, em đừng khách sáo. Mẹ nó thì đi chợ sớm, anh lại hay đi làm cả đêm. Ban ngày về nhà, cũng chỉ lo con lợn con gà. Lúc rảnh thì sửa xe, hoặc làm gì giúp được mọi người là vui rồi. Sao anh không mở quán sửa xe, kiếm thêm thu nhập? Giúp mọi người là chính thôi em à. Ngõ này cũng toàn hàng xóm láng giềng thân thiết, mà cũng đều là dân lao động khó khăn. Tiền thì cũng quý thật, nhưng mà tình cảm còn quý hơn em à. Với lại anh thấy cuộc sống của mình như thế này là quá hạnh phúc rồi. Con bé ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, hàng xóm láng giềng thân thiết, vui vẻ. Dù kinh tế mình chưa khấm khá, nhưng nếu biết tự bằng lòng, thì thấy cuộc sống của mình vẫn rất may mắn, hạnh phúc.
Anh ấy nói đúng. Nếu biết tự bằng lòng với những gì mình có, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bấy lâu nay, mình đã để sự ích kỷ, đố kỵ cản trở, đè nặng. Nếu biết sống chậm lại, mở lòng mình hơn, hẳn sẽ thấy cuộc sống này cũng tươi đẹp, đáng quý biết bao. Đặc biệt là khi gặp được những con người đáng quý như cha con họ. Xong rồi đó em, lần sau có hỏng thì cứ dắt vào đây anh sửa cho nhé. Em cảm ơn anh tốt quá, anh cho em gửi tiền. Tiền nong gì em, anh đã nói rồi mà, giúp được ai cái gì là quý thôi. Dạ, thế em xin, cảm ơn anh, cảm ơn bé nhé. Cháu chào cô ạ. À, cảm ơn cháu vì đã biến một ngày tồi tệ của cô trở nên tuyệt vời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.